Bộ phim Chuyến bay Phượng Hoàng xoay quanh câu chuyện cơ trưởng Frank Tao được giao thu dọn một giàn khoan dầu thất bại của công ty Amecor trên vùng sa mạc Gobi và đưa tất cả nhân viên giàn khoan về. Trên đường về, máy bay của họ bị hỏng nặng, buộc phải đáp khẩn cấp xuống giữa sa mạc mênh mông. Lương ít, nước cạn, hy vọng tắt. Nhiều ý tưởng để sống sót nảy sinh, nhiều sự vùng vẫy cố gắng sinh tồn, nhưng tất cả đều vô vọng. Trong nỗi tuyệt vọng đó, một chuyên gia thiết kế máy bay tên là Elliot đề nghị tạo ra một máy bay mới từ những phần của chiếc máy bay cũ. Một kế hoạch không tưởng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, họ phải hoàn thành trước khi hết nước dự trữ. Không những vậy, những mâu thuẫn xuất hiện giữa các thành viên trong đoàn bay góp phần cản trở kế hoạch thất bại. Vì thế, để có thể đưa mọi người trở về nhà thành công, đòi hỏi vai trò và khả năng lãnh đạo rất lớn của cơ trưởng Frank Tao. Qua bộ phim, chương trình truyền thông quản trị giúp người xem có thể phân tích và đúc kết bài học kinh nghiệm về kỹ năng xử lý khủng hoảng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bài học tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguồn gốc hình thành quyền lực và ba hình thức quyền lực chính. Đó là quyền lực thẩm quyền, là quyền lực mà mình sai khiến người khác theo nguyên tắc, theo luật lệ, theo vị trí của mình. Quyền lực ảnh hưởng là quyền lực mà mình tác động người khác để họ thực hiện gì đấy một cách tự nguyện. Quyền lực chính trị là quyền lực kết hợp của quyền lực thẩm quyền và quyền lực ảnh hưởng để làm thế nào sự tác động của mình đến người bị sai khiến mà người đó không cảm thấy sự tác động đó. Bài học hôm nay, anh Vũ Thế Dự, người hướng dẫn chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị những nội dung quan trọng khác trong quyền lực lãnh đạo như chính trò chơi quyền lực và tạo ảnh hưởng, 5 cách thức sử dụng chính trị trong tổ chức, 6 loại chính trị ở tổ chức. Mình sẽ xem tiếp, trước khi mình xem tiếp thì mình sẽ xem một số các cái mình tạm gọi là các trò chơi quyền lực và tạo ảnh hưởng trong tổ chức để mình có thể khả năng sai khiến, thay đổi một cái hành vi nào đó. Thì cái trò chơi quyền lực thứ nhất người ta gọi là tạo bè phái. Khi mà mình có liên kết các cái bè phái, các nhóm thì mình sẽ dễ gây ảnh hưởng và tác động người khác hơn. Cái thứ hai là mình tạo dựng cái quan hệ. Thì nếu mà mình có quan hệ với những cái người có quyền lực thì chắc chắn rằng cái quyền lực của mình nó sẽ nhanh và mạnh hơn. Điều thứ ba là mình tạo ra cái trường hợp có đi có lại, tức là tôi thực hiện cái này cho anh thì anh phải lại quả cho tôi một cái hành vi, một cái hành động nào đó. Điều thứ tư trong cái trò chơi quyền lực tức là mình giúp đỡ người mà một cách rất là có chủ đích. Tức là có thể mình nhắm đến trong những cái người mình giúp đó là không ai giúp hết, thì mình mạnh dạn mình hỗ trợ cho họ. Điều thứ năm trong cái trò chơi quyền lực á là quen người phải quen, tức là mình có những cái người mà mình nghĩ rằng đây là một cái giải pháp cho mình thì chắc chắn rằng mình phải tìm mọi cách để có thể quen biết và nhờ họ. Và điều thứ sáu là chứng tỏ quyền lực khi cần. Thì điều này rất là quan trọng đối với người lãnh đạo, tức là thậm chí là có người nói điều này nhìn sơ qua thì có vẻ rất là xấu xa, thì chẳng hạn như là mình sẵn sàng mình cất nhắc chức của những cái người mà những người khác đều phản đối hết, hoặc là mình đưa người quen vào làm một cái công việc gì đấy mà người khác phản đối hết nhưng mà họ phải chấp nhận thôi vì điều đó làm cho mình có quyền lực. Và điều thứ bảy là mình phải tìm cách làm thế nào để có những thông tin trước hết tất cả mọi người khác. Thì đây là một cái cách để cho người lãnh đạo cũng có được quyền lực. Rồi hoặc là buộc mọi người phải hỏi ý kiến, tức là mình làm thế nào trong tất cả những cái trường hợp của mình á, đề xuất của mình á, là tất cả người khác phải hỏi ý kiến của mình, thì mình không đồng ý thì cái ý kiến đó coi như là không được chấp nhận. Cũng như là điều thứ 9 là kiểm soát các nguồn lực quan trọng. Thì một câu hỏi được đặt ra là trong trò chơi quyền lực này thì các bạn có cho rằng đây là tốt hay là xấu không các bạn? Theo mình thì nó cũng không tốt không xấu, và tốt hay xấu thì nó tùy thuộc vào cái mục đích cuối cùng của cái người đó dùng những cái trò chơi này vào nó như thế nào. Tùy thuộc vào mục đích đúng không? Và kể cả cái kết quả nữa ha. Để đạt được mục đích nó, kết quả nó xảy ra như thế nào đúng không? Nhưng mà nó có thể có người nói khi mà chính cái trò chơi này rất nhiều người thực hiện một cách rất là ma mảnh,
để đạt được cái mục đích cá nhân của mình. Thì đây là cái trò chơi quyền lực mà mọi người đều phản ứng hết. Nhưng mà đối với nhà lãnh đạo thì một vấn đề đặt ra là các bạn có khi nào hoặc là nên sử dụng những cái trò chơi quyền lực này không? Người lãnh đạo phải tổ chức cái quyền lực này để thực hiện cái nhiệm vụ cho nó hoàn chỉnh. Không thể theo số đông mà ngay. Tức là phải biết khi nào mình sử dụng những cái mình tạm gọi là chiến thuật, đúng không? Để đạt được mục đích mình đề ra. Trong cái trường hợp mà mình sẽ thấy rằng cái cơ may mà mình giải thích, mình ra mình lệnh không được, thì mình phải dùng những cái chiến thuật này, đúng không ạ? Tôi có thấy một số người ta cũng sử dụng cái cách này. Khi mà cái quyền lực của người ta chưa đủ vững chắc, thì người ta sử dụng nó để người ta tạo cái quyền lực cho mình nó vững chắc hơn. Hoặc người ta ở một cái vị trí mà người ta muốn đi lên một cái nấc thang mới về mặt quyền lực, người ta sử dụng cái này. Như vậy thì nếu mà họ dùng mục đích cho cá nhân thì mình sẽ đánh giá cái trò chơi quyền lực này là xấu, đúng không? Nhưng mà nếu mà mục đích cho tổ chức và họ thực hiện điều đó chỉ cho tổ chức và làm cho tổ chức tốt hơn nhưng mà không hại người khác, thì mình sẽ cho rằng cái trò chơi này, cái chiến thuật này là có thể đúng, đúng không? Thành ra mình sẽ thấy ở đây á, trong cái trò chơi quyền lực á, phân biệt giữa đúng và sai á, rất là mỏng manh, đúng không ạ? Thì khi mà sử dụng điều này thì mình phải rất cẩn thận, đúng không ạ? Xem tiếp một đoạn video tiếp. Thì đoạn video này câu hỏi dành cho các bạn là tại sao Frank lại ủng hộ Elliot? Giữa Frank và Elliot, ai là người có quyền lực hơn? Bản chất cạnh tranh quyền lực giữa Frank và Elliot là gì? Liddell and I had a talk. I think we should build the plane. Elliot, can you really design this thing the way you said you could? No bullshit. Yes, I can. Well, we're either all in this together or no one at all. No compromises. I'm in. Yeah. Me too. Sure, me three. Okay. Get some rest. We start tonight. Let's take them inside. It's cool. If we do this, we'll be cutting our lives in half. We'll be drinking twice as much water. You have the choice. Why? Because it's too early to give up, AJ. Too late to do anything else. I'm glad that you've finally seen the light, Mr. Towns. Hey. Let's get one thing straight. I'm not taking orders from you. Các bạn thấy cái phần đầu của đoạn video clip vừa rồi như thế nào? Khi Frank và Liddell, hai người nằm xuống và nói, thì các bạn nhận xét về cái âm điệu, không? Cái âm vực mà Frank sử dụng như thế nào các bạn? Thì khá là sử dụng một cái cách nói nó mang ý nghĩa nó hơi quyền lực, thể hiện quyền lực. Rất quyền lực, đúng không? Cái âm vực rất là trầm ha. Là tôi và Liddell đã có cuộc nói chuyện, đúng không? Cái rất là giọng của những người lãnh đạo. Và cái cách nằm á, thì mình sẽ thấy là nằm giống như là hoàng đế đã trong cái phim Hoàng đế Nero, đúng không? Theo Khánh nghĩ họ nằm là họ vì họ kiệt sức. Một mặt là về kiệt sức, đúng không? Mệt nằm xuống, nhưng mà cái cách nằm á
đúng không? Nằm một tay chống xuống, đúng không? Và ngẩng đầu lên nói ha, rất là quyền lực các bạn ha. Rồi nhận xét gì nữa các bạn? Thì sau cái khi mà Frank đã kiếm được Liddell về đó thì cũng gây được cái thiện cảm với cả nhóm, cho nên sử dụng luôn cái vấn đề đó để mà lấy sự đồng thuận. Thứ hai là lấy cảm tình của tất cả mọi người khi mà quyết định là mình thực hiện cái kế hoạch mà giải cứu theo cái hướng mà của... Nhưng mà khi Frank nói rằng đây là cái chuyện rất là hệ trọng, nên là Frank muốn tất cả mọi người phải tham gia thì mới thực hiện được. Còn nếu không tham, thế mà mọi người có ai không đồng ý thì chắc chắn là Frank sẽ không làm, đúng không ạ? Thì kết quả là gì các bạn? Tất cả đồng ý. Tất cả mọi người đều đồng ý hết ha. Thì mình sẽ thấy rằng cái câu hỏi tiếp tục đó là tại sao các bạn thấy Frank bắt đầu đồng ý với Elliot? Bởi vì thấy cái cân là mọi người đã đi theo cái phương án một là đồng Frank ý nhận, thiết kế máy bay rồi. Nhận ra vấn đề là đám đông, đúng không? Cái tổ chức của mình đã thích cái phương án thứ hai hơn. Và bản thân Frank đã từ từ bị thuyết phục, đúng không? Và cái điểm thứ ba nữa là Frank đã có hứa với lại Liddell. Nhưng mà dù vậy Frank không từ bỏ quyền lực, đúng không ạ? Frank là người biết cách sử dụng quyền lực rất là lớn. Và khi nói với mọi người như vậy và đồng ý với Elliot, thì Elliot đã nói gì? Anh rất là mừng cuối cùng là anh Frank đã hiểu và đồng ý với kế hoạch của anh đó. Rồi, nhưng mà Frank thì như thế nào các bạn? Hơi bực mình. Frank quay lại nói Elliot điều gì ạ? Frank quay lại để nhấn mạnh, có nghĩa là tôi là cái người điều động cái việc này chứ không phải anh. Giống như là tôi không phải làm theo cái sự chỉ đạo của anh, mà tôi chính là cái người chỉ đạo kế hoạch này. Nó giống như là như vậy. Giống như Frank xác lập. Anh Frank nói là tôi không phải là theo sự điều động của anh, mà tôi là người điều động. Và trước đó thì anh Frank đã nói là tối nay sẽ làm. Anh đã quyết sẵn rồi. Tức là coi như là không phải là do ý kiến này của Elliot nữa, mà biến thành ý kiến của anh. Của anh, đúng rồi. Frank này. Thế các bạn là Frank có nên làm như vậy không ạ? Nên. Đôi lúc người lãnh đạo họ cũng có sử dụng một số tiểu xảo đó giống vậy. Dạ vâng. Cái này đó cũng là một số cái kỹ xảo. Hơn là Frank có thể nói như sau: cảm ơn anh Elliot. Tôi bây giờ mới nhận ra sai lầm của mình. Thành ra tôi sẽ quyết tâm ủng hộ anh. Bây giờ anh lên làm sếp đi. Tại sao Frank không thể nói điều đó các bạn? Em nghĩ là mặc dù Elliot là người có chuyên môn cũng như đề xuất ra ý kiến này, nhưng mà có thể là Elliot chỉ là về chuyên môn thôi. Còn về cái khả năng lãnh đạo để cho mọi người cùng làm cái việc đó thành công thì cần đúng phải rồi. Có người giống như Frank. Có thể Frank cũng chưa tin tưởng Elliot, mặc dù ý kiến đó Frank có thể nhận ra rằng có thể rất tốt. Vì Frank dựa theo câu nói của Liddell, đúng không ạ? Thì nếu mà mọi người không có ai yêu thương nhau ở đây, không có hy vọng, thì cho mọi người làm đi, đúng không? Thì một mặt á, Frank cũng chưa có niềm tin hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà Frank lợi dụng cái tình huống này để mọi người đoàn kết và có thể là tìm ra một cái hy vọng mỏng manh nào đấy, đúng không ạ? Thành ra Frank không có từ bỏ cái quyền lực của mình, đúng không ạ? Frank vẫn nắm giữ quyền lực và khẳng định cái quyền lực đó trước Elliot là người có ý kiến mới, đúng không ạ? Thấy trong đó thì Elliot cũng muốn cạnh tranh quyền lực với Frank. Tại vì ví dụ như khi mình thấy sếp mà ủng hộ cái ý tưởng của mình, một cái nhân viên tốt đó, thì người ta sẽ thấy được là ok, mình đã được nhìn nhận. Mà anh đúng này rồi. Mới nói câu là anh tôi cảm ơn anh là vì anh đã ủng hộ cái ý đó. Nghĩa là thật ra này anh muốn chuyển cái quyền đó về cho phía mình. Đúng anh rồi. Muốn cạnh tranh với Frank về vấn đề đó. Nhưng mà anh kia thì rất là khôn ngoan trong vấn đề là không có chuyển giao cái quyền đó cho nếu em mà mình là Elliot. Thì trước tình huống này thì mình suy nghĩ và làm gì các bạn? Thì cái mình có ý kiến đề xuất ha, nhưng mà ông sếp của mình ông giành, đúng không? Rồi ông chính ông là ông điều động mình lại, đúng không? Thì mình nên làm gì ạ? Theo Khánh nghĩ là trong cái hoàn cảnh mà để sống còn thì cũng không có cạnh tranh, cũng không có suy nghĩ nhiều về việc đó. Có nghĩa là nếu mà trong cái tình huống hòa bình hoặc là những cái tình huống nó thuận lợi thì có thể là người ta sẽ nghĩ tới cái vấn đề đó. Nhưng mà hiện nay trong cái đường để mà gọi là cạnh tranh để sống còn, đạt thì mục tiêu chung là quan trọng hơn. Mục tiêu chung là cái yếu tố quan trọng hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà mình Elliot thì cái cách xử lý của mình như thế nào các bạn? Nếu mà mình là Elliot thì thực tế mình vẫn phải là tôn trọng người lãnh đạo của mình. Dạ vâng. Có thể là
họ đưa trong những lúc đó họ không đưa ra được những phương án gì hay cả, nhưng mà có thể đó là phương án của mình đưa ra, nhưng mình cũng không vì đó mà mình cho rằng là mình